thư. Tại sao em có thể đi ngang qua anh mà không nói gì? Giám đốc muốn tôi phải nói gì? Em bị gì vậy? Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì hết. Xin giám đốc hãy về làm việc của mình đi. Đây là công ty, xin anh hãy giữ tác phong của một giám đốc. Em giỡn không có vui. Đừng để nổi điên lên nha. Chúng ta nên dừng lại đi. Cảm ơn anh vì tất cả. Tại sao mấy ngày nay anh gọi em không bắt máy? Anh gọi cho em không nghe. Rồi ngày hôm nay nữa, đi ngang qua anh mà không nói gì là sao? Đi vô đi. Nói cho anh biết tại sao. Có chuyện gì với em? Anh cứ im đi không? Anh làm cái gì mà lá làng lên như vậy? Đây là công ty đó. Tôi rất ghét phải là tâm điểm của mọi người. Anh đâu phải là con nít đâu mà đụng chuyện là gào thét lên như vậy hả? Anh đang là giám đốc của một công ty đó. Giám đốc thì sao? Giám đốc thì không được yêu hả? Hay là em đang giỡn với anh? Ok, anh sai. Anh sai được chưa, là lỗi của anh được chưa? Chúng ta nên dừng lại đi. Em đang nói rất nghiêm túc. Em nhắc lại, chúng ta nên dừng lại đi. Thánh Thư đứng lại đó. Trời ơi. Ê, sáng nay bà Thư đi làm rồi đó. Biết rồi, tụi nó đang đụng rần rần lên kìa. Mà nghe nói bà hai ông Trung mới cãi nhau dữ lắm. Rồi cái ổng đẩy vậy nè. Cái gì vậy? Ổng đạp vậy nè. Ổng đạp vậy nè. Bà nội, sao đá tôi? Rồi, ổng đạp y như phim hành động luôn đó. Trời ơi, phim hành động còn đỡ nha. Là sao? Lỡ mà ghen tuông á, cầm dao lụi cho một phát là có phim kinh dị coi luôn á. Nếu mà có ai mà tăng ca mà ở lại công ty này nha, mà làm thêm nha, mà có người chết nữa nha. Đêm đêm mới gõ cửa phòng, mà tôi thì hay làm về trễ. Nè, tôi có gì vậy? Ôi sếp ơi, sếp làm không lo, làm lo chuyện linh tinh không à? Dạ, dạ. Lo dạ, mà làm việc dạ, đi. Đang làm, việc đang đi. Làm nè.